Chủ nhân, tên mới là Ngọc Cốt Dao, bộ phim này có thể được coi là sự trở lại của Tiêu Chiến với chủ đề cổ trang sau 2 năm. Sau khi đóng hai bộ phim hiện đại chất lượng cao, kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến đã phi thường và thậm chí còn thú vị hơn. Thế nhưng, không giống như những phim truyền hình khác thường công bố dàn diễn viên với khán giả rồi mới khởi quay, ekip Chu Nhan lại âm thầm bấm máy với dàn cast đã được chốt từ lâu. Dù lặng lẽ là thế nhưng trên mạng vẫn có hình ảnh hậu trường của đoàn phim bị tiết lộ ra bên ngoài. Theo đó, dàn diễn viên chính của Ngọc Cốt Dao sẽ do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đảm nhiệm. Có lẽ vì nam chính là Tiêu Chiến nên mới khiến ekip bộ phim giữ bí mật đến thế, bởi vì họ làm vậy để ngăn cản sự tấn công của anti-fan nam diễn viên. Kín tiếng nhưng vẫn đối mặt với thị phi ồn ào là tình trạng mà Tiêu Chiến và những dự án liên quan đến anh thường xuyên đối mặt trong thời gian gần đây, và với dự án Chu Nhan này của anh chàng cũng không ngoại lệ. Mới đây, nhiều blogger trên Weibo đã đưa tin fan hâm mộ Tiêu Chiến bất ngờ tấn công, chỉ trích thậm tệ nữ diễn viên Vương Sở Nhiên chỉ vì cô liên quan đến Vương Nhất Bác. Nguyên nhân bắt nguồn sự việc là vì Vương Sở Nhiên tỏ ra hâm mộ Vương Nhất Bác, thậm chí còn làm đèn lightstick để ủng hộ cho anh chàng. Tuy nhiên, khi chuyển qua tiết mục của Tiêu Chiến, đến tiết mục Tiêu Chiến trình diễn xong, Vương Sở Nhiên không hề vỗ tay cổ vũ, thái độ như thế là cực kỳ không tôn trọng đàn anh. Điều đáng nói là Vương Cảnh Nhiên cũng có tên trong dàn diễn viên của Chu Nhan, cũng là bạn diễn của Tiêu Chiến trong thời gian sắp tới. Fan Tiêu Chiến làm thế không sợ thần tượng của mình khó xử khi đối mặt với đồng nghiệp hay chăng? Rất nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra trước sự việc này. Mỹ nữ thật thảm, fan Tiêu Chiến không biết nghe lời thần tượng của mình à, biết điều chút đi đừng gây họa nữa. Cô ấy cũng vì công việc nên mới hợp tác cùng thần tượng mấy người, phụ nữ với nhau mà mắng chửi, xúc phạm người ta đến thế cơ à. Lý do thật sự là fan cô ta nhục mạ Tiêu Chiến trước thì chúng tôi mới phản công lại. Ngọc Cốt Dao lấy bối cảnh cổ trang xoay quanh câu chuyện về quận chúa Chu Nhan, dẫu sống trong thời kỳ vô cùng tù túng với nhiều định kiến xã hội, nhưng Chu Nhan lại là một người có tính cách vô cùng phóng khoáng, bay bổng. Sư phụ của cô lúc này là Thời Ảnh, đại thần quan cứu Nghi Sơn, và đây cũng chính là người mà nàng đã lỡ yêu. Cả hai đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, trắc trở để có thể đến được với nhau. Tiêu Chiến thủ vai nam chính Thời Ảnh, là sư phụ của nữ chính và là đại thần quan cửu Nghi Sơn. Trước mặt mọi người, Thời Ảnh là một vị quan lạnh lùng với những quyết định tàn khốc. Tuy nhiên, chỉ riêng với nữ chính, anh luôn dành cho cô sự quan tâm chu đáo và dịu dàng. Mẫu nam chính này rất được khán giả yêu thích, cộng thêm ngoại hình bắt mắt của Tiêu Chiến sẽ càng giúp Thời Ảnh có cơ hội tỏa sáng. Nữ chính Chu Nhan do Nhậm Mẫn đảm nhận. Nhậm Mẫn là một diễn viên trẻ, sinh năm 1999, dù mới tham gia diễn xuất với hai bộ phim Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông năm 2008 và mới đây là Thanh Bình Nhạc. Năng lực diễn xuất của Nhậm Mẫn đã được công nhận và đánh giá cao. Năm 2019, Nhậm Mẫn đã lấy được nhiều lời khen của khán giả khi tham gia chương trình Diễn Viên Mời Vào Chỗ 2. Lần này, Nhậm Mẫn đóng vai nữ chính của Chu Nhan, được mong đợi sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời. Cả Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đều là những ngôi sao có thực lực cả về ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất. Sự kết hợp ăn ý của họ chắc chắn sẽ tạo ra nhiều điểm thu hút cho bộ phim. Trước đó, vào ngày 28 tháng 3, Tiêu Chiến lại phá kỷ lục trên nền tảng video ngắn chủ đề Tiêu Chiến đã có hơn 70 tỷ lượt xem và anh là nghệ sĩ đầu tiên có tổng số 70 tỷ lượt xem. Ngoài ra, số lượng người hâm mộ vượt quá 10,53 triệu người, đứng đầu trong danh sách chủ đề người nổi tiếng với 8,72 triệu người có ảnh hưởng.